Các em sẵn sàng chưa? Mình bắt đầu nhá. Mình bắt đầu nhá. Chạy chữa cho chúng ta 8 câu. Đói cả ăn không ạ? Câu 29 này. Nhìn kỹ này. Nhìn kỹ nha, câu này rất là hay. Đúng rồi, thứ hai làm đề nhé. Thứ hai làm đề trong nhóm. Chào Cao Quang Hảo. HCl này. Vào dung dịch chứa amon BA ALO2 tất cả 2 lần. Bmon BAOH 2 lần. Hello Lê Christ. Chăm chỉ vào học nhá, lấy nháp ra xong rồi cùng làm theo thầy nhá. Nhớ chưa? HCl này, BALO2 này, BAOH 2 lần này. Số mol thế thì thằng này nó vào nhá, thì em chú ý này, đây bản chất bài toán này là H cộng vào hỗn hợp gồm OH trừ. BALO2 này nó coi như là BA AL OH 4 lần. Tất cả 2 lần. Vậy thì coi này là ALOH 4 lần trừ. Thế đầu tiên là H cộng với ăn OH trừ trước, rồi sau đó mới nó mới ăn ALOH 4 lần trừ. Được chưa? Chào đầu học. Mất gốc thì cũng phải theo dõi thầy like thôi. Mất gốc thì càng phải theo dõi like nhiều hơn. Được chưa? Thế mình có này. Phụ thuộc này. Đầu tiên này. Chạy tận ra đây mới bắt đầu có cái tủa. Có nghĩa là cái phản ứng đầu tiên là H cộng ăn OH trừ này chưa sinh ra cái tủa các em ạ. Được chưa? Vậy thì số mol HCl phản ứng là 0,8 mol chạy đến ra đây mới sinh ra cái tủa. Có nghĩa lúc này OH trừ vừa hết. Vậy số mol OH trừ bằng 0,8. Được chưa? Đấy, nhìn tinh ý nhá. Thế giờ thầy để ý đến chỗ điểm này. Tại điểm này này thì cái tủa lên cực đại, sau đó cái tủa dần dần tan. Vậy tại điểm này nó sẽ tồn tại này, vẫn có cái tủa ALOH 3 lần. Đúng chưa? Thì cái phản ứng tiếp theo là phản ứng H cộng ăn ALOH 4 lần trừ. Đúng không? Thì đầu tiên nó tạo thành, đầu tiên H cộng cộng ALOH 4 lần trừ tạo thành ALOH 3 lần này. Sau đó H cộng ăn tiếp ALOH 3 lần để tạo thành nhôm 3 cộng. Chào Lê Cry. Mở á? Nét căng chứ nhỉ? Chắc mạng của do Lê rồi. Thế vậy phản ứng này nó tạo thành này. Tại điểm này này thì nó tạo thành là nước do H cộng ăn OH trừ hết rồi. Kết tủa ALOH 3 lần và nhôm 3 cộng. Giờ thầy đi điền. Thầy có này, số mol ALOH 3 lần bằng 1,2, em nhìn chưa? Đây giống đây là 1,2 này. Nhìn nha. Tiếp tục này. Giống xuống này là số mol HCl bằng 2,8 này. Được chưa? Số mol ALOH 4 lần trừ chưa biết. Đúng không? Thế thì thầy đặt đi. Đây ALOH 4 lần trừ đây, đây là A gì? Thì đây cũng là A gì? Vậy ALOH 4 lần trừ là 2A. Thế ngay tức thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nhôm nhé. Bên nhôm này có 2A này. Nhìn kỹ này, bên nhôm này có 2A này. Thế thì bên này có 1,2 rồi. Vậy nhôm 3 cộng sẽ là 2A trừ 1,2. Thì giờ xong rồi đấy. Cuối cùng thì bảo toàn điện tích. Bảo toàn điện tích. Hai vế thì có này. Vế này điện tích dương này. 2,8 này. Cộng này, điện tích âm này. 0,8 nhân trừ 1 này. Cộng này, điện tích âm này. 2A nhân trừ 1 này. Thì bằng này. Thằng này không điện tích, thằng này không điện tích, thằng này điện tích dương. 2A trừ 1,2 nhân 3 này. Được chưa? Đến đây để tìm được A. Xem nhá. 2,8 trừ 0,8 bằng 2 trừ đi 2A thì bằng 2A nhân 3 bằng 6A trừ đi 3,6. Thế chuyển sang đây bằng 8A thì bằng 5,6. Vậy A bằng 5,6 chia 8. 5,6 chia 8 thì bằng 0,7. A bằng 0,7. Vậy A này bằng 0,7 này. Được chưa? Thế đề bài tiếp. Bây giờ còn B là B mon BA OH 2 lần. Thế OH của chúng ta tìm bằng 0,8. Vậy 0,8 chia cho 2 thì bằng 0,4. Vậy B bằng 0,4. Vậy A chia B bằng 0,7 chia 0,4. 0,7 mà chia 0,4 thì bằng bao nhiêu? 0,7 chia 0,4 bằng 7 chia 4 đúng không?
7 chia 4 và đáp án đúng đáp án C. À không điện tích, bởi vì đây là nước là không điện tích mà em. Các đáp án là không điện tích mà. Trần Vĩ, hiểu chưa? Ok chưa? Hiểu bài chưa? Các em hiểu bài không? Các em hiểu bài này không? Các em theo dõi cái bài này thầy giảng có hiểu không? Thầy giảng cực kỳ chậm rồi ấy. Giờ mình sang tiếp nhá. Câu số 30 nhá. Mình sang tiếp câu số 30. Số 30 này. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ. Ui thầy đây tài liệu chữ mất gốc đậu đại học nhá. Tí thầy up lên vào nhóm cho. 30 này. Cho hơi nước 30 nha, nhìn kỹ nha. Em yếu đồ thị, ừ đúng rồi. Thế thì yếu đồ thị chỉ có cách là cứ học thật nhiều chữa đề với thầy thôi. Hơi nước đi qua than nóng đỏ, đi qua carbon, sau phản ứng thu được về lít hỗn hợp khí X gồm CO này, CO2 này, H2 này, dẫn toàn bộ hỗn hợp X đi qua CaOH lần này, thì thằng này nó giữ lại CO2, thu được 2 gam kết tủa, không nói dư hay không dư nhá, không nói dư hay không dư này. CaCO3 này, 0,02 này. Và khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 0,68. Nhìn chưa? Thế đây giữ mỗi CO2 thôi. Vậy mà dung dịch giảm 0,68 là âm 0,68 thì bằng M vào trừ M ra. Vậy nó bằng M vào là MCO2. M ra là M kết tủa là trừ đi 2. Vậy thì tìm được MCO2 bằng. Vậy đây thì tìm được MCO2 bằng. Thì tìm được MCO2 bằng à, 2 trừ 0,68 1,32. Đến đây thì tìm được số mol 3 CO2 chia 44 0,03. Khí còn lại thoát ra gồm CO và hydro, thì khối hơi do hydro là 3,6. Vậy mình có 3,6 nhân 2 thì bằng 7,2. Anh này bằng 28, anh này bằng 2. 7,2 trừ 2 thì bằng 5,2. 28 trừ 7,2 thì bằng 20,8. 5,2 mà chia cho 20,8 thì bằng 0,25, là 1/4. Được chưa? Thế vậy có nghĩa thế này này. Nếu để đặt số mol CO là A thì số mol H2O là B nhá. Thì được hệ phương trình là 4A thì bằng B. Thế này, 4A thì bằng B. Bởi vì thằng này bằng A phần B mà. Được chưa? Thế bây giờ sang phương trình thứ hai nhá. Các em nhìn kỹ nhá. Các em nhìn kỹ này. Tiếp tục này. Thì bài học chúng ta giá trị của V lít mà. Thì cần tìm A và B. Thế non nhá. Nhìn kỹ này. Non thầy bảo toàn hydro này. Hydro bên này là B đúng không? Phải suy ra đây là B đúng không? Bên này thầy bảo toàn nguyên tố oxy này. Nhìn kỹ này. Oxy bên này là B. Chỉ 1B thôi. Thì bằng này. Oxy bên này là A. Cộng 0,03 nhân 2. Thế xong hệ. Giờ thầy bấm máy tính giải hệ là xong. 4 bằng trừ 1 bằng 0 bằng 1 bằng trừ 1 bằng 0,06 bằng sao lại bị âm nhỉ? 4 bằng này, 4 bằng này, trừ 1 bằng này, 0 bằng này, A là 1 này, B là trừ 1 này, A1, B trừ A thì âm 0,06, âm 0,06 bằng 0,02 và 0,08. 0,02, 0,08. Được chưa? Thế vậy đến đây thì tìm được tổng thể tích khí nhá. Dễ lắm. Tuấn Hoàng nghe kỹ thầy giảng nhá, câu này dễ cực. 0,02 cộng 0,03 bằng 0,05 cộng 0,08 bằng 0,13. 0,13 mà nhân với 2,4. 2,912. Đáp án đúng mình đáp án C. Đó, xong câu 30. Mấy câu này làm từ từ, bình tĩnh nhá. Hết sức bình tĩnh, không có gì mà khó cả. Thì mình sẽ làm được bài. Đây mình xong câu 30. Giờ mình sang câu 31 nhá. Em đợi thì tí để cắm sạc cái máy tính.
sorry nhầm, cắm sạc cái điện thoại. Số khổ, thanh niên khổ. Thầy số khổ nhất Vịnh Bắc Bộ. Thanh niên thuốc suốt ngày đi dạy cho học sinh. Các em nhớ nhớ theo dõi bài giảng ngày hôm nay nhá. Nghe nhớ theo dõi là chậm và thầy chữa rất là chậm cho chúng ta đấy. Thầy đang chữa đến câu tiếp theo là câu số 31. Quý lắm nên là chữa cực kỳ chậm. Nhìn thấy kỹ không nhỉ? 31 này. Cho mở gam bột sắt. 31 là cho mở gam bột sắt vào 200ml dung dịch chứa HCl này, 0,4 x 0,2 bằng 0,08. CuNO3 2 lần. 0,2 x 0,2 bằng 0,04. Lắc đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hoàn toàn nhé. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn. Chú ý này, hỗn hợp chất rắn khối lượng bằng 0,75 mg. Thế đây ban đầu là mg này. Chất rắn sau thì bằng 0,75 mg. Chất rắn sau chắc chắn có độc. Thấy nghi ngờ khả năng cao có sắt. Được chưa? Và về lít khí NO, sản phẩm khử duy nhất, điều này chứng tỏ không có NH4. Đây, sản phẩm duy nhất chứng tỏ không có NH4. Được chưa? Giá trị MV do hoặc là có đồng dư hoặc sắt dư thì chắc chắn bên trong dịch thủ của thầy chỉ tồn tại muối sắt 2 thôi. FeNO3 2 lần. Fe và gọi là gì? Fe2 cộng đi. Bởi vì có đồng dư hoặc sắt dư, do tồn tại chất rắn mà, thì hoặc đồng dư chắc chắn là đồng dư rồi. Có thể thêm khả năng thêm sắt dư nên dung dịch chúng ta chỉ tồn tại muối sắt 2 thôi. Được chưa? Đấy, các em hiểu chưa? Dễ mà. Cực kỳ dễ. Thế tiếp tục này, cụm từ đây các em nhớ nhé. Hỗn hợp chất rắn nên chắc chắn là đồng và sắt rồi. Vậy đồng này, đồng chú hết đây là 0,04. Dễ không? Sắt dư 0,75 mà. Đấy, thế thì ngay lập tức là thầy sẽ tìm ra được. Ngay lập tức là thầy sẽ tìm ra được M chất rắn bằng M sắt dư và M đầu. Đúng không? M chất rắn này thì bằng M sắt dư này cộng M đồng này. Đúng chưa? Thế nếu mà bây giờ mà thầy chơi theo kiểu gì nhỉ? Nếu mà bây giờ thầy chơi theo kiểu là M chất rắn này, thế thì ngay lập tức thầy sẽ có. Ngay lập tức thầy sẽ có M chất rắn bằng 0,75 m thì bằng M sắt dư. 0,75 m thì bằng M sắt dư cộng M đồng. M đồng đã biết rồi, bằng 0,04 nhân 64. M sắt tạo thành. Thế thì M sắt tạo thành thì bắt buộc phải tính này. Thế thì cái M của sắt tạo thành này thì bằng bao nhiêu? Thì mình có M sắt tạo thành thì mình tìm được bằng bao nhiêu đây nhỉ? Khó phết, đúng không? Mình cần tìm được M sắt tạo thành. Mình biết anh này mà 0,5 m rồi, bằng M đồng này cộng M sắt tạo thành này. Mà M sắt đây mới chỉ cho M. Thế thì thằng này là thằng sắt dư. Thế thì thằng M này phải trừ đi M sắt phản ứng, đúng không em? Đấy, thằng M này phải trừ đi M sắt phản ứng. Thế thì sắt phản ứng của chúng ta bằng bao nhiêu? Đấy là điểm mấu chốt, đúng không? Đấy là điểm mấu chốt. Thế thì mình có này, Fe cộng với đây có H cộng, đây có NO3 trừ. Cộng NO3 trừ để tạo thành Fe2 cộng, cộng với lại NO cộng H2O, đúng không? Cộng NO cộng H2O này. Thế thì số mol H cộng đây bằng 0,08. Số mol NO3 trừ 0,4 nhân 2 cũng bằng 0,08. Cân bằng phương trình sắt không nên sắt dương 2, 2 nitơ dương 5 về nitơ dương 2, 3 vất 3 đây, vất 2 đây. 3 sắt 2 nitơ đếm oxy 2, 3, 6, 6 trừ đi 2 về bằng 4. 8 hát cộng. Vậy ngay lập tức này, 0,08 chia 2 bằng 0,04. 0,08 chia 8 bằng 0,01. Phải biết ngay hát cộng hết.
h cộng hết thì ngay tức thể tìm được số mol sắt phản ứng bằng 0,08 nhân 3 chia 8 thì bằng 0,03. Được chưa? Và thầy tìm được luôn NO, đúng không? Tìm được luôn NO theo h cộng 0,08 nhân 2 chia 8 bằng 0,02. Vậy tìm được luôn V đây này. 0,02 nhân 2,4 bằng 0,448. Vậy loại này 0,448. Thế tiếp tục nhé. Do phản ứng này sắt còn cộng với đồng nữa. Sắt cộng với đồng 2 cộng để tạo thành đồng cộng sắt. Thế mình biết được rồi. Số mol đồng sinh ra của mình bằng 0,04. Thì ngay tức mình tìm được tiếp số mol sắt phản ứng bằng 0,04 nữa. Vậy suy ra thì tìm được số mol sắt phản ứng bằng 0,07. Đúng chưa? Số mol sắt phản ứng bằng 0,07. Vậy M sắt sau sẽ bằng khối lượng ban đầu này, M này, trừ đi khối lượng sắt phản ứng là 0,07 nhân 56 cộng thằng này. Vậy đến đây thì giải cái thằng này thì tìm được M này. Thế chuyện này sang đây bằng 0, âm 0,25 M thì bằng âm 0,07 nhân 56 cộng 0,04 nhân 64 âm 1,36. Đến đây thì tìm được M. Âm 1,36 chia cho 0,25 bằng 5,44. M bằng 5,44 gam. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Đấy, các em hiểu không? Những câu này là câu vô cơ siêu khó. Rất rất hay thì trong các đề thi. Mình sang câu tiếp theo của số 32 nhá. Sang câu tiếp theo của số 32 nào. Chắc muộn quá mấy đứa đi ngủ hết rồi. Đứa nào còn thức chấm cái xem này. Đứa nào còn thức chấm cái cho lên new feed này. Nhóm tận 30 đứa đi học mà tối live stream chỉ có 4 đứa. Câu 32. Câu 32 nha. 32 này. Các em nhìn kỹ này. Các em nhìn kỹ này. Thầy cay kinh lắm. Tốt Trần Vi, tốt, cứ nghe đi. Đốt cháy hoàn toàn M gam phốt pho trong oxy dư. Phốt pho trong oxy dư. Cho toàn bộ sản phẩm tạo thành vào. Thế thì oxy dư nó tạo thành P2O5 này. Trong môi trường nước này thì nó tạo thành H3PO4 này. Cho toàn bộ sản phẩm tạo thành vào NaOH này. 500 0,1 nhân 0,5 bằng 0,05 KOH 0,2 nhân 0,5 bằng 0,1. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng làm khô thì chất rắn bằng 9,448 cộng nước. Xác định giá trị của M là xác định giá trị này. Thế để nó dễ dàng thì cứ đặt số mol H3PO4 là amon. Được chưa? Vậy thì sẽ có này, bảo toàn khối lượng này. Thấy được này, anh này là 98A. Cộng với nhìn kỹ nhá, 40 nhân với 0,05 cộng anh này bằng 56 nhân với 0,1 thì bằng 9,448 cộng với 18 lần nhân N nước. Thế bản chất của việc N nước này là gì? Em lưu ý nhá, bản chất của việc sinh ra nước này có phải do H cộng của H3PO4 đớp nhau với OH trừ của NaOH và KOH để tạo thành H2O. Thế có tổng số mol OH trừ bằng 0,05 cộng 0,1 bằng 0,15. Tổng số mol OH cộng bằng 3A. Vậy thì có số mol nước của thầy hoặc là tính theo 3A là cộng hết, hoặc tính theo OH trừ là 0,15 OH trừ hết. Vậy cái bài này thì sẽ có hai, hoặc là tính theo 3A, số mol nước hoặc là bằng 3A này thì được là 98A cộng 40 nhân 0,5 này. 40 nhân với lại 0,05 cộng 56 nhân 0,1 bằng 7,6, đúng nhỉ? Cái này 56, 39 của 17 đúng không? 7,6 thì bằng 9,448 cộng 18 nhân với 3. Vậy đến đây tôi tìm được A luôn. 9,448 trừ đi 7,6 bằng chia cho mở ngoặc đơn 98 trừ đi 18 nhân 3 bằng 0,042. A bằng 0,042. Vậy bảo toàn phốt pho luôn. 0,042 thì này bằng 0,042.
0,42 nhân 31 1,302. Được chưa? Thế nhưng từ từ đã, cẩn thận bị lừa. 1,302 mình test lại đã. Số mol lát cộng đây sẽ bằng là 0,042 mà nhân với 3. 0,126. Nhìn chưa? 0,126 thì có đúng là tính theo 3 đúng không? Bởi vì vậy thằng này nhỏ hơn 0,15 mà, nên tính 3 đúng. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án 1,302. C. Phải có chỗ test lại các em nhé. Không test lại nó rất dễ chết. Đấy, câu này làm cực kỳ nhanh luôn. Cách này của này không phải ai cũng biết đâu. Cách này cực kỳ kinh khủng. Cực kỳ ít người biết. Chỉ có các em được truyền nhân của Live VIP thì mới được học câu này. À, thầy chữa tiếp nhá. Sang câu 33. Sang câu 33. Thầy cứ chữa chậm chậm thôi. Sang câu 33. Thế câu 33 này giải thế nào? Thì em còn lưu ý thế sao này? Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no mạch hở này. X gồm 1 mol amin no mạch hở. Thế thì anh là anh amin no mạch hở nhé. Thế mình sẽ có công thức tổng quát của amin no mạch hở là CN H2N cộng 3N. 2 mol amino acid no mạch hở B tác dụng vừa đủ với 2 mol lần này với 4 mol HCl. Amino acid nhá, mạch hở B này. Thầy cứ đọc nó là RCO A lần H2N B lần này. Nhìn này, vừa đủ với 4 mol HCl. Vậy thì tìm được số mol nhóm NH2 bằng 4 chia cho 2 bằng 2. Vậy là 2 nhóm NH2 nhá. Tiếp tục này, số nhóm COH này 4 này, lại chia cho 2 nữa bằng 2 tiếp này. Vậy là 2 nhóm COH nhá. Được chưa? Mà lại amino acid no. Vậy ở trong đằng này là có 2 pi của nhóm COH này. À, cộng thêm 2 nitơ. Vậy công thức tổng quát của nó có 2 pi nhé. Thì nó sẽ là CM H2M 2 pi mà. Thì nó phải trừ 2. Nhưng lưu ý đấy nó là N2. Thì lại cộng 2 vào. Được chưa? Ô mấy? Ô 4. Vậy công thức của thằng amin này tổng quát chung là CM H2M N2 O4. Được chưa? Đốt cháy một phần hỗn hợp X. Đúng rồi, nghe nhiều lần thông não chính xác. Đốt cháy một phần hỗn hợp X. Đốt cháy này cộng oxy này. Nặng A gam. Cần vừa đủ. Số mol oxy bằng 38,976. 38,976 chia 2,4 bằng 1,74. 1,74 mol CO2 oxy. Thu được khí nitơ. Số mol nitơ bằng 5,376 chia 2,4. 5,376 chia 2,4 bằng 0,24 mol. 0,24 mol. Chưa làm ăn được gì hết. Đúng không? Trong này mình vẫn còn CO2 này, còn nước này, chưa làm ăn được gì. Tiếp tục. Mặt khác cho A mol hợp X tác dụng với HCl dư. Sau phản ứng thu được M gam muối. Muối M gam xác định M muối. Câu này chất phết. Đúng không? Thế thì đề bài này chỉ cho nặng A gam tác dụng vừa đủ với lại oxy. CO2 nước chưa biết. Cháy cũng chưa biết. Chỉ biết tổng nitơ. Hơi xương phết. Tổng nitơ đặt anh này là A, đặt anh này là B. Thì sao nhỉ? Thì mình sẽ được là chưa làm được gì cả. Nếu đặt anh này là A, anh này là B thì sao? Cũng không làm được gì. Nghe vẻ khó đúng không? Hỗn hợp A của thầy là gồm am. À thôi chết rồi. Amin no mạch hở chứ không biết nó có đơn hay không. Đúng chưa? À thôi chết rồi. Thầy đọc nhầm đề các em ơi. Đọc nhầm đề hỗn hợp X tác dụng vừa đủ cơ mà. Đúng rồi. Nhầm đề, thầy đọc nhầm đề nhé. Thầy chữa lại câu 33 này. Hỗn hợp X gồm một amin no mạch hở A. Thế nó phải như thế này này. Hỗn hợp X này. Amin no mạch hở A, vậy nó là R NH2 X lần 2 mol
một mol đằng này, hai mol R phẩy COH A lần H2N B lần 2 mol. Tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl. Vậy mình có 1X cộng với 2B thì bằng 4. Đấy. Tiếp tục này, hoặc 4 mol NaOH thì thầy suy được 2A thì bằng 4, suy ra bằng 2. Đấy, nó phải như thế này. Vừa nãy lỗi. Đúng chưa? Thế rồi nhá. Thầy đi biện luận x với b bằng 4 này. Vết bằng 1. Đây x này, đây b, vết bằng 1 thì 4 trừ 1 bằng 3 loại. X bằng 2 thì b bằng 1, thỏa mãn đúng không? Vậy suy x bằng 2. B bằng 1. Vậy thầy suy được hỗn hợp của thầy gồm RNH2 NO R phẩy R phẩy H2N COOH 2 lần. Thằng này cũng NO. Thế vậy ngay tức thầy suy ra được, sorry, X bằng 2. Vậy công thức tổng quát của amin NO hai chữ là CN H2N cộng 4N2. Công thức tổng quát của amino acid NO một hai nhóm COH một nhóm NH2 là CM H2M trừ 2 cộng 1 thì là trừ 1 NO4. Đấy. Đốt cháy bọn này thì cần vừa đủ oxy, số mol oxy vừa tính xong bằng bao nhiêu nhỉ? Số mol oxy bằng 1,74. Thì sinh ra được nitơ. Nitơ bằng 0,24. CO2 chưa biết, nước chưa biết. Cứng đấy. Rồi. Thế thì bài này là đốt cháy một phần hỗn hợp X là argon. Thế hỗn hợp X đây này, X mol này và 2 mol này. Vậy suy ra thì đặt số mol của anh amin là amon. Thì có phải số mol anh amino acid là 2A không? Đúng chưa? Thế thì ngay lập tức thầy sẽ có này, theo nitơ này. Thì thầy sẽ được này. Bảo toàn nitơ này. 2A cộng với 2A thì bằng 0,24 nhân 2. Vậy ngay lập tức thầy tìm được A bằng 0,48 chia cho 4 bằng 0,12. Được chưa? Thằng này bằng 0,12 này. Thằng này bằng 0,24 này. Vậy đến đây thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn nguyên tố carbon. Thầy có 0,12N cộng 0,24M thì bằng không ra được CO2 nhỉ? Tưởng có CO2. Không có CO2. Thầy nghi là khả năng phải viết phương trình cháy rồi, ra hàng này. Thầy viết cháy nhá. Thầy biện luận. Viết cháy. Thế thì bảo toàn oxy cho nó dễ. Bảo toàn carbon này, 0,12N cộng 0,24M. 0,24M. Bảo toàn nước 0,12 nhân 2N cộng 4 cộng 0,24 nhân 2M trừ 1 chia 2. Được chưa? Thế đây bảo toàn oxy nữa là xong. Bảo toàn oxy. Oxy với này 0,24 nhân 4 cộng với 1,74 nhân 2 thì bằng 0,12N nhân 2 thì bằng 0,24N cộng 0,24M nhân 2 thì bằng 0,48M cộng với này
0,12 chia 2 thì bằng 0,06. 2N cộng 4 cộng với 0,24 chia 2 bằng 0,12 nhân với 2M trừ 1. Phá ra 0,24 nhân 4 này cộng 1,74 nhân 2 này 4,44 thì bằng này 0,24N cộng với lại 0,12N thì bằng 0,36N. 0,48M cộng với 0,24M 0,72M cộng với 0,24 trừ 0,12 là cộng 0,12. Vậy thì có này 4,44 trừ 0,12 4,32 thì bằng 0,36N cộng với chỗ này là 2 cộng đây không phải có chỗ này thì tính kiểu gì nhỉ? 0,36N là cộng gộp thằng này vào rồi. 0,72 à đây, đây đây cộng này dưới. 0,48M cộng với 0,24M 0,72 đúng rồi cộng 0,72M thì bằng 4,32. Thế cả hai vế cùng chia cho 0,36 đi. 12 thì bằng N cộng với 0,2 chia 36 bằng 2M. Lập bảng N bằng 1, M loại N bằng 2. 12 trừ đi 2 thì còn 10, 10 chia 2 5. Được 3 thì chắc chắn loại. 4 12 trừ 4 thì bằng 8, 8 chia 2 4, thỏa mãn. Được, nhưng mà đây bài bài có cho nó cùng số nguyên tử carbon. Tác dụng vừa đủ thôi, không thấy cho cùng số nguyên tử carbon, đúng không? N cộng M bằng 12 đúng rồi. Không cho số nguyên tử carbon, đúng không? Cứng phết. Đây bài hỏi cái gì? Mà muối, mà muối là cho ăn với lại thằng thằng HCl C2 5. Thế nếu mà bằng 5 thì loại, thế thì có nhiều lắm, thế viết ra thì cũng chết. Tác dụng HCl dư. À, thế cần gì, đúng không? Mình ra được NM này, mình muốn thì nghi rằng là khả năng cao là nó cộng với nhau bằng nhau ấy, phân tử khối ấy, vì số nguyên tử carbon trung bình mà. N cộng M, đây là N cộng 2M này. N cộng 2M thì bằng 12. Thế là tìm được luôn này. Đây đây, thế vào đây luôn các em ạ. Thế đây luôn được. Nha, thế có này. Nhìn kỹ nha. Thế đây luôn, N cộng 2M bằng 12. Vậy thì có này. N cộng 2M bằng 12. Suy ra này là 0,12 nhân N cộng 2M đúng không? Số mol C2 bằng 1,44. Số mol nước bằng, chắc chắn cũng tỷ lệ đấy luôn. Đây là còn 0,06. 0,06 nhân 2N cộng 4 này, cộng 0,12 nhân 2M trừ 1 này. Thế tách thằng nước đây cho dễ nhìn nhé. 0,06 0,06 nhân với 2M cộng 4 cộng với lại 0,12 nhân 2M trừ 1 thì thằng này bằng là 0,12M cộng với lại 0,24 cộng 0,24M trừ 0,12 thì có phải là bằng 0,12 nhân với lại M 0,12N cộng với lại 2 lần M
thì cộng với lại 0,12 không? N cộng 2M bằng 12 đúng không? Vậy là có 0,12 nhân với lại 12 bằng cộng 0,12 không? Nước bằng 1,56. Được chưa? Thế đây thì bảo toàn khối lượng là thì tìm được khối lượng hỗn hợp này. Khối lượng hỗn hợp, bảo toàn khối lượng hỗn hợp sau này bằng 0,24 này nhân 28 này cộng với lại 1,44 nhân 44 này cộng với 1,56 nhân 18 này bằng này trừ đi 1,74 nhân 32 này. Thấy chưa? 42,48. Thế mà hỗn hợp x là gồm R NH2 2 lần số mol 0,12, Y là H2N R phải COH 2 lần 0,24 mà ăn với HCl, đúng không? Thì số mol HCl bị ăn là 0,12 nhân 2 cộng 0,24 nhân 1 thì bằng 0,48 không? Vậy thì tìm được mờ muối luôn. Thế mà tìm được tổng khối lượng 1,42,48 này cộng với lại 0,48 nhân 36,5 bằng 60 gam. Wow. B. Mơ cả mắt. B game. Dã man không? Thế mình xong câu 33. Mình sang câu 34 nhá. Mình sang câu 34 nhá. Quay về chỗ chứa. Chứa gì em? Tí em tu lại nhá, phù hợp nhá. Thầy vừa chữa xong rồi. Câu 34 này. À, đun nóng 26,56 gam hỗn hợp X đun nóng 26,56 gam hỗn hợp X gồm 3 ancol đều no mạch hở đơn chức với H2O4 đặc. 26,56 gam 3 ancol no mạch hở đơn chức với H2O4 đặc, viết tắt là CN H2N cộng 2O 140 thì ra được ET 22,24 cộng nước. Thế mình đây này bằng 26,56 này, bảo toàn khối lượng thì cộng với lại M nước luôn. Vậy thì tìm được số mol nước 26,56 trừ đi 22,24 4,32. Tìm được luôn, chia 18 0,24 mol nước. Thế lưu ý này, 6 ete có số mol bằng nhau thì tương đương với việc 3 ancol số mol cũng bằng nhau. Được chưa? Thế thì số mol bằng 3 ancol bằng nhau nhé. Thế ngay tức thì có này, mặt khác này, thì có phải số mol nước luôn bằng số mol ete bằng 1/2 lần số mol ancol. Vậy nên mình tìm được số mol ancol mà 0,24 nhân 2 mà 0,48. Đến đây thì tìm được phân tử khối trung bình của ancol 12N cộng 2N là 14N cộng với lại 2 cộng với lại 16 bằng 18 thì bằng 26,56 chia cho 48 0,48. 26,56 chia 0,48 bằng 55,33. Đến đây tìm được N trừ 18 chia 14 2,66. Thì do đây là 3 ancol nên là nó có thể là 1, 2, 3, nó có thể là 2, 3, 4 chứ nó không thể là 3, 4, 5. 1 có nghĩa là nó cứ là nằm ở có chặn 3 này, 3 được, 1 và 3 được, 2 này, 3 này, cái này cũng được, 1, 2, 3 cũng được, 2 cái này cũng được, thế không làm ăn được gì. Biết là mỗi phân tử có trung bình 2,66. Biết trong các ETA tạo thành
có 3 ete có phân tử khối bằng nhau. 3 ete có phân tử khối bằng nhau. Vậy thì chúng ta lưu ý này, có 3 ete phân tử khối bằng nhau thì tương đương với việc là hai ancol là đồng phân của nhau. Thì nó có công thức phân tử là bằng nhau. Đúng chưa? Thế mà có sao nào? Biết trong các ete tạo thành có 3 ete có phân tử khối bằng nhau. Thì chắc chắn là hai ancol là có là đồng phân nhau rồi. Đúng không? Hai ancol đồng phân nhau. Số mol bằng nhau. Nếu là hai ancol đồng phân nhau thì thầy đặt đi. Thầy đặt 3 ancol. Thầy đặt 3 ancol là lần lượt là ABC. A B C thì thầy có số mol mỗi thằng thì bằng số mol của ancol đây, nước 1 phần 2 ancol là 0.48 nhân 2 0.48 0.48 mà chia cho 3 thì mỗi thằng bằng 0.16 0.16 nhân 3 phải bằng 0.48. 0.16 đúng rồi. Thế hai ancol đồng phân nhau là BC đi, MB MC MA. Mình có này, 0.16 nhân MA cộng 0.16 nhân MB cộng 0.16 nhân MC thì bằng 26.56. Đúng không? Vậy mình được này, 0.16 MA cộng 0.32 MB thì bằng 26.56 đúng không? Suy ra MA cộng 2MB thì bằng 126.56 chia cho 0.16 bằng 166. Đấy, thế bây giờ mình đi bấm thử đó là xong. Thử thằng này nhá. 32 cộng với anh này là 60 nhân 2 bằng 152 loại. Nhanh nhất. 46 cộng với 60 nhân 2 bằng 166 lấy luôn. Đây. Thằng này chắc chắn loại đúng không? À từ từ. Sai. Thằng này không phải đồng phân nhau. Lỗi. Thằng này hai ancol đồng phân nhau. Thằng này không phải đồng phân, loại nốt. Thằng này 46 thì hai này đồng phân nhau này. 46 cộng 60 nhân 2 166. Dê. Ok chưa? Xong câu 3 từ. Phê phết. Các em ơi, thầy bảo này, khả năng cao bây giờ là 11 giờ rồi và thầy cũng chữa cho chúng ta đến câu số 8,5 đúng không? Có lẽ buổi học livestream tối nay chúng ta tạm nghỉ tại đây để cho các em nghỉ, mai chúng ta còn đi học nhá. Mình chữa đến 8,5 thôi, đề này cũng khá khó. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà đi ngủ ngon nhá. Bye bye, hẹn gặp lại tối thứ 2.